Thì em học thì em học nội tâm không xuyên suốt đâu. Nếu mà học em nghe nghe video được, em thường là em nghe lại file ghi âm và có học xuyên suốt được một khóa. Nhưng mà cái em cảm giác là em thay đổi nội tâm hoàn toàn luôn này. Và khi qua học thấu hiểu nội tâm thì em mới ngộ ra được, em biết ra được là tại sao cuộc đời em nó như vậy. Tại vì cái tội nội tâm từ đó, từ bé là cái sức khỏe mình không có được tốt, nên thành thử ra cái nội tâm của mình là nó luôn ở cái tần số rung động là âm thế này, nên đâm ra là toàn thu hút những cái điều bất như ý đến. Nên khi mà học nội tâm, học thấu thay gân đổi cốt, cái là tự nhiên cái tâm trạng của em nó thay đổi hoàn toàn này, từ cân bằng và dần chuyển sang dương. Nên bây giờ cái cuộc sống của em đang 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 cảm nhận được là đang có sự chuyển biến á. Em chân chào biết ơn thầy, biết ơn tổ chức biết rất là nhiều Tốt rồi đó, kiên ạ. trì lên Dạ em. dạ Đi minh mạng sức khỏe, coi vài bữa nó dự thủ y sư mở cân nhắc thì vào dạ em chân chào biết ơn thầy. học. Dạ em xin hết ạ. Người tên Xuyên Lê hỏi mentor là gì? Tối học thấu hiểu nội tâm đi rồi à, sẽ biết. Mentor là đào tạo ra những người nói chuyện được lớp nội tâm đó. Chia sẻ nội tâm lại. Chuyên gia tư vấn về nội tâm. Cô Xuyên ha, xin mời cô. Cô Xuyên nói chuyện được rồi đó. Dạ. Kính thưa thầy, thưa toàn thể các anh chị em và các cháu yêu quý. Chào Vừa cô. qua có ít ngày cô Xuyên tập cùng với thầy và các bạn thì đã được thầy truyền năng lượng cho. Cho nên cô Xuyên cảm thấy là sức khỏe mình thay đổi rất nhiều. Vâng. Không biết nói gì hơn, cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị em, các cháu đã đồng hành cùng cô Xuyên. Thế và ngay tối hôm qua, thực ra cô Xuyên cũng đã đăng ký học ở bên tổ chức SE rồi của thầy Nguyễn Công Thái. Nhưng mà cô Xuyên quyết định tối hôm qua là tuy là ngày mùng 1 nhưng mà cô Xuyên đã đăng ký học cái lớp thấu hiểu nội tâm và quyết tâm theo thầy đến cùng. Và rất mong các bạn cũng đồng hành cùng cô Xuyên để học cái lớp thấu hiểu nội tâm để mình có thể là sẽ cảm nhận được cái cuộc sống này nó vui vẻ hơn, nó an vui hơn, hạnh phúc hơn. Và không biết nói gì hơn, rất cảm ơn thầy ạ. Cảm ơn tất cả lớp học của mình. Và Biết cô ơn Xuyên cô xin Xuyên. Ngon, học được thấu hiểu nội tâm là ngon. Cô Xuyên là cô giáo đó cả nhà. Cô giáo là giảng viên đó. Cô tới tụi cô dạy thu rồi. Chào, còn ai muốn chia sẻ không? Xin mời chị Ngô Huyền. Rồi, chị Ngô Huyền nói chuyện đi chị. dạ em chào thầy và chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Thị Huyền, hiện đang sinh sống tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thì cảm ơn thầy và biết ơn thầy thì em theo lớp này là khóa đầu tiên, và hôm qua là em theo học với thầy là 12 động tác, xong rồi từ từ 6 giờ kém 15 cho tới 9 giờ kém 15 là đủ 12 động tác đó thầy. Tự nhiên em thấy trong người em, hôm bữa trước em đã có nhắn tin trên 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 group mình là trên trên lớp học là em bị dị
hóa chất nên em bị cái giọng em nó không được được nói được lưu loát đâu thầy. Tự nhiên hôm nay thấy nói là từ đầu đến cuối không có bị gián đoạn á, nên là thấy trong người thấy năng lượng và nói rõ hơn buổi trước. Dạ rất là rõ ràng, như hôm nay là rõ lắm rồi thầy. Hôm bữa trước là nói cứ đớt 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 giống như người người đồng bào nói chuyện vậy á. Khoa thấy khoa học xong tập xong 12 động tác đấy, tự nhiên hôm nay thấy người nó khỏe hẳn ra và gân tay nó cũng chìm luôn thầy. Nên em rất ơn thầy và biết ơn tổ chức quýt đã có cái lớp thay gân đổi cốt để cho mọi người có sức khỏe. Thì em rất biết ơn thầy và biết ơn cả lớp. Chị Rất Huyền là khóa đầu tiên là khóa này luôn đó hả? dạ khóa này là khóa đầu tiên thầy Là là khóa đầu tiên mà chăm chỉ quá ha, học dạ sinh em có uống chín học lần luôn nha. ra học cả sáng và chiều thầy. Dạ có lúc thì cũng bận thì học không học buổi chiều thôi, là tháng nào em cũng học. Dạ Ưu tiên tập buổi sáng đây chị. dạ nói chung là buổi chiều rảnh thì em lại học tập tiếp thầy, nên là tự nhiên thấy cơ thể thay đổi. Mà em là nói thật với thầy là chân em á, là bị đứt dây chằng đầu gối, mổ được hơn 1 năm rồi mà tự nhiên thấy đi lại thì lúc đi lên cầu thang rất là khó khăn, nhưng bây giờ thì thấy cũng khỏe. Mà tự nhiên em nghĩ không nghĩ là chân mình đứng được tới 3 tiếng đồng hồ để tập với thầy với cái bài 12 động tác thầy, mà thấy giờ thấy đỉnh nhẹ nhàng và thoải mái lắm thầy, biết ơn thầy lắm. Mới tập khóa đầu á mà tập Dạ được 49 lần 12 động tác là phước báo lắm đó. dạ em Đây thấy là tập cơ thể khỏe ra toát hết mồ hôi, xong rồi nghỉ 15 20 phút rồi đi tắm thấy người nó nhẹ tênh đó thầy ơi. Dạ ngủ ngon lắm. sao mới làm buổi đầu tiên cho cộng đồng là hôm qua đó chứ, hôm qua Dạ là buổi đầu tiên mà sơn làm cho cộng đồng để mọi thầy người học tập đó là chứ. em cũng muốn theo lớp theo buổi tập hôm bữa của thầy, nhưng mà do em đi làm nhà nước á nên em đến giờ đây em phải nghỉ nên em không theo được. Nhưng hôm qua thấy chủ nhật là em thấy thầy em hào hứng lắm, chờ đến ngày đó hôm qua, nhưng em tưởng là em không theo được, cuối cùng em theo hết 12 động tác với thầy luôn, mà thấy người nó nhẹ tưng à, không có gì hết, rất là khỏe luôn. Dạ biết ơn thầy, biết ơn cả lớp ạ, biết ơn tổ chức biết Giọng nói của mình á với người dân mạch của mình luôn. Dạ chị Nguyễn Thị Mai á. Dạ cảm ơn biết thầy. hiền. Em tắt biết nha thầy. Dạ, cảm ơn Khi thầy. khí thông suốt, khí mà thông suốt á, giọng nói của mình từng bước nó trong nó rõ hơn, rồi biết cách lấy hơi ở tầng sâu để nói chuyện thì nội lực của giọng nói sẽ mạnh lên, cho nên giọng nói mọi người hầu như đều thay đổi đó chứ. Tại vì sau khi thông khí là giọng nói thay đổi. Xin mời chị Hồng Lam. Em xin chào thầy, xin chào cả mình. Em Chào vô chị. cảm ơn thầy, cảm ơn tổ chức quýt đã tổ chức ra những cái tổ chức như thế này để mọi người cùng chăm sóc sức khỏe. Cái đó thì nó là vô giá. Riêng bản thân của em ấy thì cũng học khóa này nữa, là cũng được khóa thứ tư, thứ ba, thứ tư gì đấy. Nhưng mà có khi thì vào lớp được, có khi thì từ một mình không bật cam không bật máy không vào lớp được. Nhưng mà sau một cái thời gian học thì thấy sức khỏe của mình là tiến triển nó không thể tưởng tượng. Đặc biệt là vừa rồi có cái hiện tượng đau mắt. Thì tối thì thấy ngứa mắt, sáng mai thấy rỉ mắt và nhức mắt. Nhưng mà mình nghĩ là bây giờ mình có thuốc thì sẽ làm nhanh nhất, tiện lợi nhất, không mất tiền nhất, đó là mình đưa khí lên mắt. Thì đi vừa đi đi tập thể dục cũng vừa làm cái vệ sinh cá nhân và mình tập thở, mình đưa cái khí lên mắt. Thì chỉ sau khoảng độ mình đánh răng rửa mặt xong là cái cảm giác ngứa mặt nó không còn. Sau khoảng độ mình tập, sau cái buổi tập khoảng 1 tiếng rưỡi thì mình soi gương mình thấy cái mặt của mình không còn đỏ nữa. Thì mình không có cái thuốc nào nhanh như thế.
không có cái thuốc nào tốt như thế, không có cái thuốc nào rẻ như thế, không có cái thuốc nào nó dễ kiếm như thế, sẵn có như thế mọi lúc mọi nơi. Vô cùng cảm ơn thầy, vô cùng cảm ơn Vít đã cho em học một cái bài tập mà thực hành được mọi lúc mọi nơi. Thế sau cái hôm đau mắt á, thì nhiều khi mà mình cảm thấy mình hơi hơi tức ngực, hoặc là mình cảm thấy một cái vùng nào của cơ thể đấy mà nó có vấn đề, thì bắt đầu mình lại thở và mình lại dẫn khí đến đó. Mình bảo là bây giờ hít vào hít ra, xong rồi mình bảo mình đưa khí đến đó, thì mọi cái của mình là trở về cái trạng thái khỏe mạnh ngay và luôn, không phải xoa bóp, không phải đấm, không phải gì hết. Thì đó là một cái là em chia sẻ từ cái ý dẫn khí, và cái khí của mình nó sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Vô cùng biết ơn thầy, vô cùng biết ơn tổ chức Vít đấy. Chúc cả nhà mạnh khỏe. Còn nhiều cái nữa nhưng mà đó là nói cái dẫn khí cụ thể nhất là cái đau mắt. Em xin cảm ơn thầy, em nhường cái ý kiến cho người khác. Em cảm ơn ạ, cảm ơn cả lớp đã lắng nghe ạ. Em xin chào ạ. Thông qua chị Hồng Lan chia sẻ thì cả nhà mình mỗi người đều có trong mỗi người đều tự có cho mình một cái liều thuốc tự nhiên của cơ thể, đó là liều thuốc tự phục hồi. Đứt tay có thể tự lành không cần phải uống thuốc. Bất ổn sức khỏe cũng vậy, nếu như biết cách đó, thì chăm sóc cho nó tự phục hồi, hạn chế việc dùng thuốc, tại vì lạm dụng thuốc nhiều quá không tốt cho sức khỏe. Mà kích hoạt được cơ chế tự phục hồi của cơ thể thì đó là một liều thuốc tốt nhất. Biết ơn chị Hồng Lan nha. 3 số 8, 4 số 8 này là ai không biết tên nè, cái giơ tay nè, xin mời ạ. À, xin mời người đang giơ tay đó. Em cảm ơn thầy ạ. À, Dạ em cảm ơn cả nhà. À, cô tên em gì em hôm cô? à em tên là Đinh Thị Hương. Dạ À, nhờ có Đinh Thị Lê Hoa chỉ cho để học, và hôm nay là được học được ngày thứ thứ tư, nhưng mà hai hôm đầu tiên là học cô Diệu, sang học thầy thầy gì Nguyễn Hữu ở Nguyễn thầy kia Buổi chiều rồi, á hả? sáng gặp cô Diệu là sáng hôm Buổi hôm chiều qua là học là học ở thầy. À, em thấy học ở thầy quá sung sướng, quá tuyệt vời. Dạ, mà học ở 3 buổi trước thì thầy mệt hơn nhiều, nhưng mà sau khi tập thì nó cũng cũng khỏe hẳn ra, và đặc biệt hôm qua là tập rất sung sướng luôn. À, tập từ khi đó ngủ dậy thì cũng như ngủ dậy sớm, nhưng mà không biết, xong mở điện thoại ra thì khi nữa mới thấy em có gửi link nhé. Thầy mở ra thì đó là cũng gần 6 giờ rồi, có nghĩa là thầy đã tập cho các bạn được một nửa bài số 1, động tác số 1 rồi. Thì khi đó em tập theo luôn, và tập cho đến hết 12 động tác, thầy có người trong người khỏe hẳn ra. Rồi là và đi khoe với các bạn là ở đây là hôm nay tập được 3 tiếng đồng hồ về thể dục, hỏi tập chí mà nhiều thế, nhưng mà thấy các bạn ở đấy vẫn khen không, chỉ mà tập được 3 tiếng đồng hồ luôn này, mà thật sự thấy khỏe hẳn. Và tối hôm nay ngủ một cách ngon lành cho đến gần 4 giờ mới dậy. Hôm trước là thường thường ngủ khoảng 3 giờ, 2 giờ gì đó là đã không ngủ được nữa, lấy phải dậy. À, nhưng mà hôm nay là ngủ mệt một mà cho đến gần gần 4 giờ thì dậy dậy rồi thì
Xem đồng hồ thì gần đến 5 giờ rồi, xong chuẩn bị rửa rửa xong đây, chuẩn bị vô mở mic thì thật sự là thưa thầy, nhưng mà cùng cái điện thoại sử dụng thì cũng chưa biết đàng lắm rồi. Mới tập có 4 ngày mà sức khỏe phát triển gì đó hả? Ngon nhẹ. Duy trì đến khóa sau đi, học lại những ngày đầu tiên để nhận khí. Dạ, cảm ơn thầy. Em sẽ cố gắng tập càng thời gian càng nhiều càng tốt, có nghĩa là ngày nào thì em mong cho có cái lớp học để được học. Đừng Em ham tập nhiều, đừng ham tập càng nhiều càng tốt, tập đúng một buổi sáng thôi cũng đủ rồi. dạ em muốn là không phải là tập càng nhiều càng tốt, mong mà tập ngày nào cũng được tập. Zoom của mình ngày nào cũng mở mà, thì sáng đi Dạ. thôi ha. Dạ, rất cảm ơn thầy. Biết ơn cô. Cảm ơn cả cả nhà em, rất là biết ơn thầy nhiều lắm. Dạ. Chào cô nha. Dạ, cảm ơn thầy. Sao cả nhà nghe thấy ngon hả? Khóa này là khác biệt so với các khóa trước. Khóa này là tập một số cái chiều sâu. Xin mời chị Huyền. Chị Huyền nói chuyện được rồi đó. Khuyên thầy, xin kính chào thầy và chào cả nhà. Thì đã biết thầy đã gọi em. Hôm qua em mới tập được đến hết động tác số 7 thôi. Nhưng mà thầy đã lắm. Bình thường ấy thì là bình thường em tập thì là cái phần thắt lưng nó vẫn còn hơi đau. Nhưng hôm qua tập đến động tác số 4 thì tự nhiên nó nhẹ tênh hết. Nó hết luôn, nó nhẹ nhẹ tênh. Sau đó thì em ngày hôm qua em có làm việc cả ngày mà em thấy nó rất là nhẹ nhàng, rất là năng lượng, rất là thoải mái luôn á. Rất là tỉnh táo luôn đúng không? Ngon lắm ạ. Chúc mừng chị. Dạ, biết ơn cả nhà đã chế được. Ngon. Dạ. Thì Thì sao thằng gái mà rồi nó cảm giác như là người lúc nào nó cũng 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 sảng khoái nhẹ nhàng, làm đến tận khi buổi trưa luôn mà vẫn không thấy không không thấy có cảm giác gì, vẫn nhẹ nhàng, vẫn năng lượng như 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 lúc đầu đó là trạng thái của khỏe mạnh đó, ngon lắm đó nghe. luôn. Biết ơn chị Huyền nha. Dạ, thầy, dạo tại nhà. Sơn đang nhờ là IT làm link đăng ký khóa mới á, nay mai sẽ gửi cho cả nhà khóa mới để cho cả nhà có thể lan tỏa giá trị để giúp sức khỏe cho những người thân bạn bè ha. Sơn đang nhờ người IT họ làm link khóa mới á. Khóa này tập hiệu quả như thế này á thì chắc là mình những khóa tới tiếp theo đó mình sẽ nâng chuẩn lên thêm. Biết ơn sự đồng hành của cả nhà. Sáng nay mình hít thở thôi cả nhà. Cả nhà nhớ hai bài nhớ cái bài hít thở của mình đâu. Nằm xuống, đặt ý khí hải, hít vào giữ khí khí hải, nín thở 10 giây. Hết 10 giây thì xì ra bằng miệng. Cả nhà hít xuyên suốt cái bài này để kích hoạt chân nguyên đi, ấm cơ thể lên. Còn ai đã thích tập tự tập á, thì có thể vừa hít thở vừa tập ha. Mời cả nhà nằm xuống nè, nằm dưới thảm nha, cả nhà đừng nằm trực tiếp dưới đất nha, lấy thảm hoặc là cái gì đó lót rồi hãy nằm xuống nha.
Sau đó đặt ý khí hải, hít thiệt là đầy vào khí hải, giữ 10 giây, hết 10 giây thì xì ra bằng miệng. Rồi, xin mời cả nhà. Cả nhà hít thở mà có buồn ngủ á, cả nhà cứ ngủ nha. Ai đã hít thở mà có buồn ngủ thì nhắm mắt ngủ. Ngủ sâu một lúc á, trạng thái sức khỏe sẽ tỉnh táo và phục hồi cơ thể tốt hơn nữa. Hít thở vào miệng khí hải thì làm thế nào, thì chắc là vài ngày nữa vào khóa mới học lại đi chị Yến nè. Tại vì cần phải xác định về khí hải rồi mọi cái những ngày đầu tiên của khóa học của khóa mới á, Sơn sẽ nói cái sâu cái đó. Giai đoạn này chị có thể hình dung khí hải là bụng dưới ở dưới gốn là được ha. Rồi xin mời cả nhà. Tôi sẽ tắt mic luôn nha cả nhà, cho cả nhà trạng thái tỉnh, hôm nay hít thở thoải mái nghỉ ngơi như vậy đó. Ai có ngủ được thì ngủ nha, thoải mái với cơ thể nha cả nhà. Rồi Sơn cũng bắt đầu đây.
Ok cả nhà. Cả nhà nằm nghiêng bên phải. Sau đó chống tay ngồi dậy. Có ai nằm ngủ không? Ngủ một chút xíu tỉnh. Ai sáng nay mình là nhẹ nhàng như thế nha cả nhà. Sáng nay mình nghỉ sớm xíu ha. Sáng nay nghỉ sớm nha cả nhà. Rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà sáng hôm nay. Do action mở miệng mở mic á. Mình bye bye nhau hay nhà. Ngủ mất tiêu luôn hả? Ngủ được chút xíu gì đó. Trạng thái cơ thể nó cũng tỉnh. Dạ, biết ơn Dạ, thầy, biết ơn biết cả ơn nhà. thầy. Chào cả Biết nhà. ơn thầy, biết ơn Chào thầy, thầy, chào cả chào nhà. thầy, Chào chào cả cả nhà. nhà. Biết ơn thầy, Chào thầy, chào chào thầy, chào cả thầy, chào nhà. thầy, chào thầy, chào thầy, chào thầy, Chào chào thầy, 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 chào thầy